ai giờ thế này không đó. Đó. Tưởng ha, tại vì chưa ra đâu rồi. Ai đồng nát sắp vụn không? Cảm ơn chị đã sắp vụn quà tặng chị thay một phim trà áo. Cảm ơn cưng. Dạ. Chai dứa. Dạ. Cảm ơn chị. Đây có người rao với thứ mà đây là thầy Thiện và giảng viên của trường Văn Lang muốn thầy Thiện rao thử ha. Thầy Thiện bình thường trên lớp rất là khó tính luôn. Nay thầy Thiện thử rao nha. Đây con này được nè. Bán gì vậy? Ok, thử rao cho mọi người nghe thử nha. Bạn này cũng gần gũi thôi. Ai bà giao mày kéo không? Đúng rồi, rất là hay chém học trò đúng không? Cắt ô học trò. Rồi, gửi chuyện một cái phi này. Thông qua. Rồi, nay mình có rất là nhiều học trò anh tham dự nha. Và một trong số đó cũng là một học trò rất ấn tượng là chị Angel Ấm Thi. Học trò lớn của mình. Dạ. À, bên cạnh học trò lớn có học trò cái bên luôn à. Nè, lên đây. Mình rất là tự hào khi mà trong đợt dịch mình có một học trò online. Và bây giờ bạn ấy cũng làm MC luôn rồi. Lên đây nè. Bán gì rồi là thấy bóc cái gì bán cái đấy rồi chị thì bóc trước mua tôi không mua tôi không chị ra cắt giấy cũng được bán gì bán được là bán được không sao rao ghê không em biết cái này vô là bởi vì ngày hôm qua một mấy nhân viên của em không biết cái đó là cái gì rao thử cho mọi người biết cái món này có gì không nha. À, hôm nay thật sự là rất là vui khi được ở đây nhân duyên để mà kết nối với chị gặp được em á, một cái người trẻ mà chị là học trò chị học được mấy buổi thôi nhưng mà thật sự cái tư duy của em là chị rất là thích và chị học hỏi được rất là nhiều giờ bây giờ nè một cái tư duy mà chị thực hành ngay ở đây là chị dám nè chị dám nha ai số chín không? Bạn ở đây ai biết su chiên là cái gì ở tay à? Không biết hết hả? Ai là cái gì đấy không? Tại có rất nhiều người em cũng mới biết cái từ này cái đây mấy ngày chứ sao em hỏi thử nhỏ. Vậy nhân viên em biết su chiên là gì không? Google à? Nhà quên mi kìa. Quên mi. Bánh mì Sài Gòn vừa mới ra lò 5.000 một bộ. Đúng luôn, đúng. Ai người Sài Gòn biết cái tiếng rao bánh mì Sài Gòn không ạ? Bánh mì Sài Gòn. Đặc biệt tâm ơn. À, em nhớ rồi. Bánh mì Sài Gòn đặc biệt thơm ngon 5.000 một bộ. Anh có tôi. Cảm ơn em. Cảm ơn. Chị cái là ốc lên đây, có người chị diễn viên hồi xưa thi chung đời bạn em Xuân, chị Nghinh Lâu. Xin chào mọi người, xin chào. Dạ rồi, chị Nghinh Lâu ở đây. Ủa, chị kêu lên là mất luôn hả? Lên ra, xin chào chị Lộc, dạ tiếng rất là hay. Dạ tiếng hả? Xin chào mọi người ạ. Rồi, kêu lên đi. Cái này ngon. Ai kêu em ăn chuối không? Thôi, chị chuối nó dữ vậy trời. Cảm ơn chị Lộc nhiều. Chuối nó cầm. À, đúng ta. Đây có cô Á Hậu, Á Quân nghe đồn sắp đổi tên nè, khoảng lớn hay quá không? Đây cô này rao trong chữ nè, đây hồi xưa là mình tham gia cái Miss Miss Việt Nam thì chị Thảo mình ra dẫn. Thì là mình gặp cô này, mình tặng cho cô này cái cuốn sách là Sống Với Trái Dứa. Cô luôn, cô ẩm luôn chiếc Á Hậu, vừa rồi được Á Quân thì MC nữa. Rất là xịn, này nghe Á Quân rao thử đó nha. Dạ dữ thiệt.
Dạ em chào các anh chị ạ. Cái này mấy bạn trẻ thích lắm nè. Ai bóc lột hoặc bị lột hoặc cái nướng khúc lột sao me đây. Cái này bây giờ mình nói mà nghe được ha, rồi cảm ơn hơn. Cái này là hay ăn hàng cũng là nghe rõ nên là mới ra mình hay vậy. Rồi à, bây giờ còn hai cái thông có cái gương mặt ưu tú của ra không à. Cái này thương thương thân thân kiểu một cô em gái rất là dễ thương. Nay cũng thành mẹ hết điểm rồi. Dạ đây là một cái món mà trong lúc mà mình ở cử với mọi người là mình rất là thèm nhưng mà mình không có ăn được. Và đây là một cái món mà mình nghĩ là ăn à, bây giờ mình xin phép ra. Ai bên trên trộn không? Cảm ơn tặng em nè. Rồi còn hai thông nha. Cái này xa lên ra cái thôi. Rượu chè gì tỉnh rồi. Lên đây. Ai đúng mà ai đây tự tin Nam Nguyên. Lên Nguyên. Lên đây ra một cái. Còn hai cái thăm. Hiếu nữa nè. À. Hiếu với Hiếu. Bị Hiếu hả? Hiếu bán một cái cà phê à? Cái này hợp lý. Cái round này là của chị nè. Cái này là của chị nè. Ai trẻ cái dễ tao. Ai dễ mà. Hôm qua em vừa mới gặp Sa thì em nói rằng mình được em đi trên đường. Trời ơi sao tôi ế vậy. Ráng mà có người hốt mà em không ai hốt hết. Rồi cảm ơn Nguyên phần quà. Rồi cái cuối cùng mà cũng là một cái lời giới thiệu người khách mời với mình. Lời ra cuối cùng mời nhà gia Tống Quốc Bảo à. Đây là không chỉ rau giỏi mà còn dạng giỏi nữa nè. Trên những cái trang cá nhân của bạn này thì có một cái khu xình rất là dễ thương. Rồi tạo ra phía cuối nha. Thật là món gì? Vừa lắc vừa lắc. Vừa rau vừa lắc nha. Vừa rau vừa lắc nha. Mẹ cái hình thể này lắc không có bạn My. Bây giờ tôi rau mà lắc thì giờ là mời My lắc nó mới sang. Ok. Bảo xin chào mọi người. Là đầu tiên rau nó nói chứ là bây giờ đúng ta nghe được cái sư thì nó rau thì có bốc bắt à. Ai xoài lắc cốc lắc không? À cảm ơn Bảo. Ngày hôm nay thì rất là vui khi mà được Tom mời đến đây. Bởi vì chúng ta biết là cái buổi sáng chủ nhật đó thì thường chúng ta sẽ dành cho gia đình hoặc là bạn bè những cái buổi gặp gỡ thân mật. Và dĩ nhiên rằng là đến đây ngồi nghe thì nó cũng là một cái tình cảm rất là quý đối với Phong. Và bản thân của Bảo thì biết bạn này là cũng khoảng 5 năm lắm. Đến tới giờ đúng 5 năm lắm. Cái đợt trong một đợt giao lưu ra mắt sách là 10 tác giả chen chúc trên sân khấu. Xong sau đó là mệt quá thì mới đi ra uống cà phê với nhau. Thì lúc đó nó bắt đầu mới chơi thân với nhau cho tới bây giờ. Thực ra thì cái quyển sách lần này của Phong nó cũng đánh dấu một cái hành trình của bạn, một cái chuyến đi mới. Bởi vì ở tất cả các cuốn sách trước đó thì Phong vẫn như Phong nói vẫn là một cái người viết theo cái cảm xúc và phần lớn đó là theo bản năng. Nhưng năm vừa rồi thì Phong có một cái chuyến đi rất là mới, cái chuyến đi từ một tác giả thì vào đến Hội Nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái hành trình mà Bảo nghĩ rằng là xứng đáng đối với Phong, một cái người đam mê và dấn thân vào cái chuyện viết lách. Và đặc biệt rằng là những cái câu chữ hoặc là những cuốn sách của Phong thì nó cũng truyền cho một cái năng lượng sống rất là tích cực. Ngoài trừ những cái kỹ năng sống, ngoài trừ những cái tản văn hoặc là những cái chuyện dài mà Bảo đọc của Phong thì ở bạn này luôn toát lên một cái gì đó nó rất là tươi mới, nó rất là tràn đầy năng lượng. Dĩ nhiên thì cũng có những cái giai đoạn mà hai đứa đều có chút bế tắc nhẹ lại, nhất là sau mùa dịch. Sau mùa dịch thì hai đứa đều bế tắc rằng là không biết là mình bị chích vaccine chống dịch hay là mình bị chích thuốc heo. Nên là không cũng không cần phải buồn là bị một mình không mặc. Và bởi vì so với 5 năm trước thì họ cũng mặc lên, nhưng mà mình không có buồn. Bởi vì ở đây cũng có cái người mà 5 năm trước cũng mặc và bây giờ thì vẫn còn mặc. Đấy là cái bạn Quỳnh My, nhà xuất bản tổng hợp, chính là cái người mà kết nối tụi mình lại với nhau.
cho tới bây giờ mê mụn mắt. Thật ra tụi bạn thì rất là thân, tụi bạn rất là thân nên là nói chuyện với nhau rất là vui. Bảo thấy rằng là đó cũng là một cái hành trình của tụi bạn, một cái chuyến đi 5 năm, nó đánh dấu những cái tình bạn, những cái kỷ niệm. Và với cuốn sách này, nó đánh dấu một cái bước ngoặt mới của Phong khi mà Phong đã bắt đầu truyền đi một cái thông điệp bảo nghĩ rằng là nó nhân văn và nó tử tế. Phần lớn tất cả các bài viết ở đây thì trong cái cuốn sách thì may mắn là Phong gửi cho bạn cũng đọc cái cuốn sách này trước và cũng giải quyết những cái vấn đề mà Phong bị thị phi. Nhưng mà tại sao Bảo phải giải quyết, là bởi vì xui là Bảo đăng lên trên Facebook của Bảo, thì chính cái Facebook của Bảo nó làm cho mọi người chú ý cái địa sách. Và Bảo là một cái người mà Bảo kính cho Phong ở cái địa sách này. Và sau đó thì sống yên định lặng là bởi vì chắc là Bảo cũng giữ là cũng không dám chịu. Các bạn có thể là có thể có ở đây có những người chưa có đọc hết cái cuốn sách này.